Nói đi. Bảo chứ, coi như là không nghe mày thôi đúng không? Nhưng mà lên Facebook là tại sao không trả lời tin nhắn? Em vào link thì anh nó hiện vừa hoạt động 1 giờ trước. Anh bảo ịt mẹ nha nhá. Anh bảo nhá. Là không, anh không lên Facebook mà anh xóa ảnh. Anh không lên thì anh xóa kiểu gì? Tóm lại là như thế này đúng không? Nói như thế này đúng không? Chứ nhưng mà nói chuyện cái thái độ kiểu gì?